Đã vào, đưa tay đây. 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 Hôm nay giới thiệu với cả nhà, đây là một cái tông rơ cắt lông tay lông chân cho bé mới nha. Cái này có cả cái đèn pin là cả nhà, nếu mà cắt thấy tối quá thì cả nhà bật cái đèn pin cho sáng ha. Đó. Này không? Đó, ngồi nhặt này dễ cắt không? Đấy, đấy, đấy. Cái bạn nhỏ này á, có Nguyên có cho cắt hay không? Ừ? Ngoan. Như này là ngồi yên rồi đúng không? Phương pháp này thật là hiệu quả mà đúng không? Đấy, cả nhà nhìn thấy chưa? Phải như này mới chịu ngồi yên cho cắt đấy cả nhà. Chỗ cái mông cũng cắt đi cả nhà, để cho đi vệ sinh đỡ dính vào mông ha. Cái này là có 3 cm và 6 cm nha cả nhà. 3 cm là cắt bụng ha. 0974809436. Cái này mèo cũng dùng được ha cả nhà ơi. Đấy, tay dài cắt đi. Cắt xong nhìn đẹp chưa? Này, tay lúc nào không sạch sẽ nhà này có phải gọn không? Đúng không?